Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review máy xay nấu đa năng OLIVOX20 giá bao nhiêu tiền, mua ở đâu, có tốt không, xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí. Thương hiệu OLIVO, sản phẩm máy xay nấu đa năng OLIVO X20 máy làm sữa hạt siêu mịn OLIVO X20, máy xay nấu đa năng đến từ thương hiệu Mỹ OLIVO Electronics mang làn gió mới tới thị trường máy làm sữa Việt Nam. Nắp máy được làm bằng inox 304 và nhựa nguyên sinh an toàn với thực phẩm, sử dụng công nghệ chống tràn kép. Tính năng thông minh, thiết bị chỉ hoạt động khi nắp được đóng đúng cách, bình thủy tinh được làm bằng thủy tinh borosilicate dày 8 mm chịu nhiệt lên đến 300 độ C và dung tích 175L, 8 lưỡi dao kép inox sử dụng công nghệ OLIVO Perfect cắt đảm bảo nghiền thực phẩm nhanh và đều. Tính năng an toàn OLIVO Safety Switch thiết bị chỉ hoạt động khi cối thủy tinh được đặt đúng vị trí. Tự động tắt nguồn khi nhiệt độ vượt quá mức cho phép động cơ OLIVO X-Power tốc độ quay 56 không vòng 1 phút với tổng công suất 1800 w bảng điều khiển cảm ứng Dual Language với 14 chức năng thao tác dễ dàng. Hệ thống tản nhiệt năm hướng bảo vệ và nâng cao tuổi thọ cho động cơ. Đế cao su chống trượt. Giữ ổn định thiết bị trong quá trình hoạt động, bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau, click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất. Để lại thông tin liên hệ, chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm. Sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng. Bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà. Nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm, đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm lưu ý hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng để có thể mua được sản phẩm chính hãng tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết